điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn rau mồng tơi mỗi ngày? Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, nổi bật với hương vị đặc trưng, tính mát và dễ chế biến thành nhiều món ăn. Với thành phần dinh dưỡng phong phú, mồng tơi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn rau mồng tơi hàng ngày liệu có phải là một thói quen tốt hay không? Bài viết này sẽ phân tích các lợi ích, rủi ro tiềm ẩn và những lưu ý cần biết khi tiêu thụ rau mồng tơi hàng ngày. Thành phần dinh dưỡng của rau mồng tơi Do mồng tơi chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa, có thể kể đến như vitamin A, C và B9, folate, vitamin A giúp cải thiện thị lực và hỗ trợ sức khỏe da. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể hấp thụ sắt. Folate có vai trò quan trọng trong việc phát triển tế bào và hệ thần kinh. Khoáng chất, mồng tơi cung cấp sắt, canxi, magie, kali và kém. Những khoáng chất này hỗ trợ hoạt động của hệ xương khớp, tăng cường tuần hoàn máu và duy trì huyết áp ổn định. Chất xơ, hàm lượng chất xơ cao trong mùng tơi giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón và điều hòa đường huyết. Chất chống oxy hóa, các hợp chất chống oxy hóa như beta carotene và lutein giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Lợi ích khi ăn rau mùng tơi mỗi ngày. Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Rau mồng tơi nổi tiếng với tác dụng nhuận tràng nhờ hàm lượng chất nhầy tự nhiên và chất xơ phong phú. Việc ăn mồng tơi mỗi ngày có thể giúp tăng cường nhu động ruột, giảm thiểu nguy cơ táo bón và duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên gặp các vấn đề về tiêu hóa. Tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C trong rau mồng tơi giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Ăn mồng tơi hàng ngày có thể giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc bệnh cúm, cảm lạnh và tăng cường khả năng đề kháng ngoài ra vitamin a trong mồng tơi còn giúp bảo vệ hệ miễn dịch giúp cơ thể luôn trong tình trạng sẵn sàng chống lại các tác nhân gây bệnh cải thiện sức khỏe xương khớp do mồng tơi là nguồn cung cấp canxi và magie, giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương đặc biệt canxi kết hợp cùng vitamin k và magie trong mồng tơi có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì xương chắc khỏe làm giảm nguy cơ gãy xương và loãng xương ở người lớn tuổi hỗ trợ sức khỏe tim mạch kali và magi trong rau mùng tơi có vai trò điều hòa huyết áp, giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh về tim mạch. Chất xơ trong mùng tơi cũng giúp kiểm soát cholesterol xấu, LDL, trong máu, từ đó giảm nguy cơ sơ vữa động mạch và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ăn mùng tơi đều đặn có thể giúp duy trì trái tim khỏe mạnh. Cải thiện thị lực Beta-carotene và vitamin A trong rau mùng tơi có lợi cho thị lực, giúp bảo vệ mắt khỏi các tác nhân gây hại và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể ăn mồng tơi thường xuyên sẽ giúp mắt bạn luôn khỏe mạnh, đặc biệt là trong bối cảnh sử dụng thiết bị điện tử thường xuyên. Giúp làn da khỏe đẹp Vitamin A và các chất chống oxy hóa trong rau mồng tơi có tác dụng làm đẹp da, giúp da sáng mịn, ngăn ngừa lão hóa và giảm mụn. Vitamin C còn giúp tăng cường sản xuất collagen, duy trì độ đàn hồi của da và giảm nếp nhăn. Hỗ trợ giảm cân Rau mồng tơi có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và kiểm soát cơn thèm ăn. Việc ăn rau mồng tơi mỗi ngày có thể hỗ trợ quá trình giảm cân một cách hiệu quả và lành mạnh, giảm nguy cơ thiếu máu. Mồng tơi chứa một lượng sắt đáng kể, giúp tăng cường sản xuất hemoglobin và giảm nguy cơ thiếu máu. Vitamin C trong rau còn hỗ trợ hấp thụ sắt, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, đặc biệt là cho phụ nữ và người lớn tuổi. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Chất xơ trong mồng tơi giúp kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn ngừa các biến động đường huyết đột ngột. Đối với những người có nguy cơ hoặc đang mắc tiểu đường. Việc ăn rau mồng tơi có thể giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn. Tác hại khi ăn quá nhiều rau mồng tơi. Nguy cơ tạo sỏi thận. Rau mồng tơi chứa nhiều oxalat, một hợp chất có thể kết hợp với canxi trong cơ thể để tạo thành sỏi thận. Do đó, những người có tiền sử sỏi thận hoặc nguy cơ cao mắc bệnh này nên hạn chế ăn rau mồng tơi hàng ngày. Gây đầy bụng và khó tiêu. Chất nhầy và hàm lượng chất xơ cao trong mồng tơi có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt là khi ăn quá nhiều hoặc ăn sống. Để tránh tình trạng này, bạn nên nấu chín mồng tơi trước khi ăn và không nên ăn quá nhiều trong một bữa. Cản trở hấp thụ khoáng chất Ô salad trong rau mồng tơi không chỉ gây sỏi thận mà còn cản trở quá trình hấp thụ một số khoáng chất như canxi và sắt. Ăn nhiều rau mồng tơi có thể khiến cơ thể khó hấp thụ các dưỡng chất từ thực phẩm khác, đặc biệt là nếu bạn có nhu cầu bổ sung canxi cao. Không tốt cho người mắc bệnh gút Rau mồng tơi chứa purin, một hợp chất có thể chuyển hóa thành axit uric, là nguyên nhân gây bệnh gút. Người bị gút nên tránh ăn rau mùng tơi quá nhiều vì lượng purin này có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu và làm nặng thêm tình trạng bệnh. Ai nên cẩn trọng khi ăn rau mùng tơi mỗi ngày? Người có tiền sử sỏi thận, hàm lượng oxalat trong rau mùng tơi có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Những người có nguy cơ sỏi thận nên ăn mùng tơi với lượng vừa phải. Người mắc bệnh gút, mùng tơi chứa purin có thể chuyển hóa thành axit uric, không phù hợp cho người bị gút hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh này. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, những người dễ bị đầy bụng, khó tiêu có thể gặp khó khăn khi tiêu hóa chất xơ và nhầy trong mồng tơi. Nên chế biến chín và ăn với lượng vừa phải để tránh các triệu chứng khó chịu. Cách chế biến rau mồng tơi an toàn và ngon miệng. Nấu canh, rau mồng tơi nấu canh với cua đồng, tôm hoặc thịt bằm là món ăn truyền thống, dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Món canh giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất một cách dễ dàng. Xào tỏi, mồng tơi xào tỏi là món ăn đơn giản giữ nguyên hương vị tự nhiên của rau và dễ tiêu hóa hơn so với ăn sống. Lục hoặc hấp, lục hoặc hấp là cách chế biến giữ được tối đa các dưỡng chất trong rau mà không làm tăng calo từ dầu mỡ. Kết hợp với các loại rau khác để có bữa ăn đa dạng và cân bằng. Bạn có thể kết hợp rau mồng tơi với các loại rau xanh khác hoặc dùng làm nguyên liệu cho món salad, tạo ra món ăn bổ dưỡng. Kết luận, rau mồng tơi là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu tiêu thụ hàng ngày với lượng vừa phải. Từ việc cải thiện hệ tiêu hóa tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, đến giúp làm đẹp da và tóc, rau mồng tơi xứng đáng là một phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều có thể gây ra một số tác dụng phụ, đặc biệt là với những người có tiền sử sỏi thận, gút hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm. Một chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng các loại thực phẩm sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng từ rau mồng tơi mà vẫn đảm bảo sức khỏe hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về tác động của việc ăn rau mùng tơi mỗi ngày đối với cơ thể và có được những lựa chọn ăn uống thông minh hơn